Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về những chiếc cốt số cao cấp đến từ hãng DB Aukotic và có mã là D206, một dòng cốt số được nhập khẩu mới tinh, nguyên khối như chiếc từ nước ngoài về. Đấy, thì dòng cốt số này là dòng cốt số 2 in 6 out, rất phù hợp cho bác ghét vào những bộ sự kiện để chơi ngoài trời. Và đặc biệt bác nhá, những bác đi làm sự kiện ấy thì khó có thể thiếu một chiếc cốt số khi các bác ghép với bàn mixer. Bởi vì bàn mixer ấy, thông thường là nó không có cổng ra là cổng súp, đúng không ạ? Mà chỉ ra là cổng nép dai thôi. Do đó là các bác muốn có tiếng súp mạnh, tiếng súp như ý thì bác phải buộc phải ghép cốt số hoặc vang số. Đấy, vang số thì nó hơi phức tạp một chút khi mà bác ghép với bàn mixer, còn cốt số thì dễ hơn. Thì trong clip này em sẽ chia sẻ một chút các bác nhé, và giới thiệu tổng quan giữa cái cốt số nó khác với vang số ở điểm gì. Đấy, để bác có thể định hướng khi mà quyết định để mua ghép vào những cái bộ âm thanh nhà mình. Thì trước mắt các bác là em giới thiệu về chiếc vang số nhá. Con này là cốt số mới đét luôn, DB Aukotic này, và mã là D206. Đấy, được công ty DB Aukotic nhập khẩu nhá. Con này nó là 2 in và 6 out, tức là 6 cổng ra, 2 cổng vào. Thì về thiết kế mặt nhá, con này nó rất là đẹp. Đầu tiên là mặt nó là mặt phanh ôm xước. Đấy, rất là tinh tế, rất là cao cấp. Các cổng ra đó nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có các đèn báo. Đấy, và có thể làm câm tiếng tạm thời được. Hai cổng vào ghi là AB. Đấy, cổng ra là 56. Ngoài ra thì nó có các cái nút chức năng trên mặt máy để chỉnh bằng tay nhá. Ví dụ như là chỉnh gain này, chỉnh delay này, com này, chỉnh EQ này, rồi là cắt xén các cái giải tần thấp cao, gọi chương trình, lưu chương trình và hệ thống system với nhá. Ngoài ra nút là nút kỹ thuật với nhá, để chỉnh. Đấy, tất cả là cái nút này nó là chiếc áp vô cực. Phía trên này của vang số thì em sẽ nói rõ về chiếc vang số nhá, và chiếc cốt số như nào. Hàng này hàng nhập khẩu chính hãng nhé, đây là tem xác nhận là hàng chính hãng và công nghệ đến từ Mỹ nhé. Đấy, tích Lonogi from USA. Chiếc này rất nặng quá nhé. Đấy, nói chung cốt số em nghĩ là các bác lên chơi cốt mới hay hơn. Bởi vì em tháng năm vừa qua thì có một số bác dùng cái cốt DBX của bãi của Mỹ đấy, phần mềm không có bác nhé, hai nó cổ quá rồi. Do vậy là khi mà chúng ta không phần mềm thì sẽ không khai thác nó bác nhé. Về phía sau thì cái này là ăn điện áp là 220V bác nhé, còn gió là mát này. Đấy, và có cái cổng RS232 này, rồi là các cái cổng LAN nhé, cổng LAN là khi mà cái đối dài tinh chỉnh. Thì chiếc này nó là cái chiếc là 2 in 2 cổng vào AB nhé, và 6 cổng ra. Thì 6 cổng ra này thì cho phép người cài đặt nhé, là set up các ngõ ra này theo ý của mình. Ví dụ bên em set up thường là cổng 56 ấy ở lắp dài, ví dụ thế nhá. Như cổng 34 này là center. Ví dụ cổng 12 là súp, ví dụ thế. Hoặc là em set là 5643 là lắp dài, đúng không? Cổng 3, cổng 2 này là center và cổng 1 là súp. Thì theo nhu cầu mình ghép là thì em sẽ set thôi nhá. Đấy, bởi tất cả cổng ra đều giống nhau về cái giải tần mọi thứ nhá. Cổng vào đây thì bây giờ em sẽ giải thích một chút nhá, sau đó em sẽ quay phần mềm của chiếc cốt số này, cũng như là giải thích cái sự khác biệt giữa cái cốt và cái vang số nhá. Thì đây chiếc vang số và đây cốt số, thì tất cả vang số và cốt số đều được chỉnh trên hệ thống máy tính. Đấy, hoặc là có thể có những cái vang số thì chỉnh bằng tay được nhá, nó chỉnh cơ bản. Thì chiếc vang số và chiếc cốt số nó giống nhau là gì? Tức là giống nhau ở phần nhạc nhá. Ở phần nhạc, tức là cốt này nó chỉ đóng vai trò chỉnh phần nhạc. Đấy, không có chức năng micro. Còn về chiếc vang số thì nó có hai chức năng. Một là chức năng chỉnh về phần music, từ nhạc ấy. Và phần thứ hai là nó thêm một chức năng, nó là về phần micro. Đấy, trong micro thì nó có rất nhiều cái vấn đề, ví dụ là hiệu ứng, effect, bao gồm echo và gì vật. Cái này em bỏ qua nhá. Nhưng mà về phần
chỉnh nhạc ấy của chiếc vang số ấy thì nó sẽ không mạnh mẽ như phần chỉnh nhạc của cốt số, nó chỉ có phần music thôi nhé. Tức là EQ ấy, thì EQ ấy, nó chỉ có phần music thôi. Thứ hai là cái cổng ra như là left side, sâu down center thì nó có cái EQI, nhưng EQI nó sẽ không nhiều cần như là chiếc cốt số. Cốt số thì nó có phần chỉnh EQI từ ngõ vào này, đấy, ngõ trung gian này và ngõ ra cho các cổng. Thì ngoài ra chiếc vang số và chiếc cốt số đều có cái chung đó là delay được pha này, rồi là có chế độ compressor này, đấy, tức là nó có đầy đủ nhá, và chế độ mute này, đấy, ví dụ thế. Thì giờ nhá, quay tổng quan phần mềm của chiếc cốt này nhá. Nói về cốt thì các bác sẽ bỏ qua cho em phần mic, đấy. Nhưng nó mạnh ở chiếc vang số là nó có phần có thêm một phần chỉnh EQ nữa. Đây, em sẽ chứng minh thực tế để các bác xem. Cái chiếc này rất hay luôn nhá, phù hợp anh em sự kiện, độ bền. Tóm lại bền. Thì đây là cái phần mềm của chiếc vang số. Đấy. Các bác rất dễ dàng đao phần mềm thôi. Thì vào trang chủ của DBL của Tích thôi. Đây là chiếc phần mềm nhá. Thì phần mềm này nó sẽ chỉnh cho rất nhiều cái dòng vang, cốt số các bác, cốt số. Chúng ta chọn ngôn ngữ là ngôn ngữ tiếng Anh luôn nhé. Đấy. Thì cái này là hai in tam out thì bác sẽ vào phần này. Ở phần liver này bác chọn là hai in sáu out. Đấy. Thì đây bác nhìn vào đây này. Cái phần quản lý phần mềm ấy, phần này nó có phần home. Thì người ta đã ghi toàn bộ cái sơ đồ phần mềm trên giao diện là đúng không? Cổng vào A này. Đấy, có thể link cho A, B giống nhau nhá, link được này. Đấy, chọn A, B. Có phần mu này, câm tiếng này. Đấy, phần câm tiếng cho cổng thôi nhá, này mu te đây. Đấy, phần mu te đấy. Thì ấn lên nó sẽ lên cái đèn đỏ này. Mu te. Được chưa? Về phần vào thôi nhá. Phần mu này, chỉnh gain. Tức là cái này nó cho phép bác tăng độ gain lên. Ví dụ cổng vào A, B này. Từ 0 decibel này. Trung gian nhá. Bác lên được 12 decibel và hạ xuống thấp 36 decibel. Đấy. Khi dùng thì lên để 0 decibel. AB như vậy thôi nhá. Còn 6 cổng ngõ ra thì các bác có thể mute từ cổng 1. Cái này có nhiệm vụ là khi bọn em cân pha. Đấy, cân pha. Và đo đáp tuyến cho từng cổng ra nhá, thì chức năng này rất là quan trọng. Rất quan trọng đối với anh em setup nhá. Tiếp theo là cái này phần gain cũng tăng độ lớn mới có tín hiệu vào từ bắt đầu từ 0 dB này. Lên 12 decibel này và hạ xuống là 36 decibel, âm 36 decibel. Đấy là về quản lý ngõ vào này. Nó là EQ nhá. Ngay cửa phần vào ấy, cổng vào nhá, nó sẽ có hai cổng A và B, em nói cổng A xuyên cổng B nhá. Thì nó có tổng số là 10 cần chỉnh EQ. Đấy. 10 cần chỉnh này. Nhưng với mã số là không có nhá, mã số là không có. Mã số là chỉ có phần music thôi. Đúng không ạ? Thì ngay phần vào nó sẽ cho bác có 10 cần chỉnh EQ này. Đấy. Và cũng tăng độ lớn luôn. Độ lớn thôi nhá. Cũng tăng độ lớn từ đến 12 decibel và hạ thấp xuống là 36 decibel. Đấy. Và ngõ vào này các bác có thể delay pha luôn. Đấy, tùy các bác nhá. Có 10 cần chỉnh. Em quay lại tiếp này. Tiếp theo là phần delay. Delay thì bác delay cổng vào này, các ngõ AB này. Đấy, bao nhiêu mét trên giây ấy. Giữa các ngõ các cái âm thanh ngõ ra ấy này. Ngõ ra 1, ngõ 2, 3, 4. Đấy thì ngay cái giao diện phần vào nhá. Còn khi dùng thì còn phần ra, cổng ra này, nó có 6 cổng ra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì 6 cổng ra này, nếu như để mặc định nhá, thì nó giống nhau. Nó giống nhau. Nó không khác với nhau cả nhá. Nếu để mặc định ấy, nó giống nhau. Thì bác muốn chọn cổng nào, setup, ở loa gì do mình dùng. Đây, ví dụ là out đây. Cổng ra bác nhá, cổng ra nó sẽ có tất cả là 10 cần này. Đấy. Cổng ra cổng 2, cổng 3, cổng 4, cổng 5, 6. Nó như trang luôn nhá, tất cả cổng ra. Bác muốn xét cổng nào súp là do các bác xét. Đây, cổng vào có EQ này, cổng ra có EQ này. Và một điểm nữa nhá, nó có cả EQ trung gian đây. Bây giờ bác muốn chỉnh EQ trung gian thì gõ vào đường kênh A ấy, nó sẽ có một phần này. Nó lên tới 31 cần tinh chỉnh. Đấy, nó hơn bác số nó có thêm cái này mới nhá. Hơn bác số nó là phần chỉnh EQ trung gian cho từng kênh một. Đây, là đầu vào đã có bác nhá, đầu vào đây, EQ đầu vào đây. EQ đầu ra đây. Đúng không? Nhưng phần trung gian là EQ cho kênh 1 đây. Rất tiện dụng đúng không? Đấy.
rất tiện dụng luôn. Cái này chính yêu quê riêng biệt đó nhá. Đấy. Ok không? Đấy. Thì tất cả chức năng nó như vậy, như kiểu như phần mềm của chiếc vang số ABB đấy. Phần này là chọn phần mềm để set up. Phần đâu còn RAM có chương trình gọi chương trình mới này, lưu chương trình này. Rồi là cái phần này là mở chương trình từ máy tính. Ví dụ khi bác mà set up xong ấy, bác muốn lưu cái phần mềm ấy lại thì bác có thể vào phần Inform này và lưu cái file mà mình chỉnh xong ấy vào máy tính. Là sau nếu mà gặp đúng cái loa đúng mic vậy thì mình chỉ gọi ra xong nhá. Tiếp theo là phần Adform. Cái này là gọi những chương trình. Cái này xin lỗi bác, cái này là lưu cái chương trình mình làm vào máy tính. Đấy, cái phần mà nó ghi là Adform này là lưu cái chương trình mình làm. Sau khi cơn chỉnh ngon lành rồi đúng không? Em muốn lưu lại cái file đó để khi mà gặp đúng cái bộ này em kéo ra thì bác sẽ vào phần Adform này. Đấy. Thì bác sẽ lưu ở đâu trong máy tính mình lưu, xong lưu lại. Cái phần tiếp theo nhá, cái phần này là phần Inform, tức là gọi chương trình từ máy tính ra. Đấy. Là sẽ em mới gọi vào cái bản ở trong ngoài ra đúng không? Đây. Đấy, ví dụ như em đã lưu là loa array này, em lôi ra này. Đấy. Để lập tức nó ra ngay luôn nhá, nó ra đây. Nó ra những cái gì em đã cắt thì nó thể hiện ra đây rồi. Rất là tiện đúng không ạ? Tiếp theo là save và lưu lại chương trình. Bác có ở đây có cả 12 mốt lưu. Mốt 1 thì bác lưu kiểu như là 3 tay, đúng không? Mốt 2 là 4 3 tay. Mốt 2 là 4 tay. Ví dụ mốt 3 là 5 tay. Hoặc là loa nào khác tùy theo nhá. Cái gì tùy theo mình lưu. Đấy, rất là tiện dụng đúng không? Xuất thần này là phần chọn ngôn ngữ, còn là help này phần hỗ trợ nhá. Đấy. Thì toàn bộ cái giao diện ấy, cái giao diện của cái code số nó chỉ vậy thôi. Nó chỉ chủ yếu là bác nhá, là chỉnh EQ của nhạc thôi. EQ của nhạc. Thế còn nhiều anh em ấy cũng mua cái code này về rồi bạn, nhưng mà bảo sao anh đánh nó súp ra yếu thế. Thì súp ra yếu thế là do anh em mà một là làm chưa chuẩn nhá. Thì súp nó yếu. Còn nếu anh em làm chuẩn ấy thì nó rất là căng. Đấy. Đúng nhá, rất là căng. Đấy. Cái này nếu bác muốn xét tất cả khẩu giống nhau thì bác sẽ link cho, đúng không? Link 1 này. Đấy, link 2 giống nhau này. Thì bác chỉnh EQ ấy. Chỉnh EQ 1 thì được cả 2 luôn, hoặc là 1 cả 6 luôn. Đấy, cách thức luôn nhá. Nó có chế độ là Xover, tức là cắt cái giải tần thấp, tần cao. Compressor là lén mất nhá. Lén tín hiệu vào đầu vào ấy để cho nó đỡ hỏng loa ấy, nó vỡ loa ấy. Thế đây toàn bộ là cái code. Thì em nói code ấy là hơn cái vang số là ở phần nhạc thôi, tức là chỉnh mạnh hơn và thêm phần chỉnh EQ trung gian này. Còn cái vang số ấy, thì nó có hai phần là mic và nhạc thì nó sẽ yếu hơn mà nhá, nhưng mic nó sẽ rất là mạnh đấy, và nó không có phần trung gian, cái là chiếc vang số đấy. Thì bác có thể nắm được hình dung câu chuyện như vậy. Thì cái chiếc code số này thường là ví dụ như loa Lexo là hay ghép Lexo, là ghép cái code số của Lexo riêng biệt đấy. Và thông thường lượng một điểm nữa ấy, thì là cái này là hay ghép cho anh em làm sự kiện, làm show, ví dụ dùng bản mixer ấy. Bản mixer ví dụ như là đi ra cọp này, bản mixer XA16 Pro này, ti tỉ bác nhá, bản mixer Yamaha này thì bác. Bởi vì bản mixer ấy, thông thường là nó không có, thông thường nó không có đường súp. Do vậy là chúng ta phải dùng đến cái code số này để một là để đưa súp ra. Thứ hai là bác khi bác dùng cái micro ấy trên bản mixer nó rất tiện dụng. Đấy, bác có thể là đang hát này bác có thể giảm echo gì vọt đi đúng không, để mà phát biểu rất tiện, nó cơ động. Và dùng bass sơ thì cắm được nhiều mic, mà dùng bass sơ nhất thì cắm được nhiều nhạc cụ đúng không, như guitar này, trống này, rồi là delay vân vân. Nhưng mà bass số nó hạn chế hơn, bass số thì phù hợp với gia đình hơn bác nhá. Thì mọi thông tin mua sắm về chiếc code này bác liên hệ với em theo số thoại 0936 583 110 nhé, giá êm luôn, đẹp các bác luôn. Và em bao xếp cho bác ok không nhá, anh Nguyễn Sáp này bác không an tâm rồi đúng không? Ok bác, chúc bác buổi trưa vui vẻ nhá.